Xin chào các bạn, đây là trò chơi DCS World, một game mô phỏng lái máy bay khá nổi tiếng. Và mình đang ngồi trên một chiếc máy bay chiến đấu F-16C của Mỹ. Chiếc máy bay của mình đang đậu trên đường băng căn cứ không quân Nellis ở bang Nevada. Và đây cũng là bản đồ có tên Nevada trong game DCS World. Đây là một bản đồ thể hiện một khu vực rộng lớn của miền Tây nước Mỹ. Bây giờ mình sẽ cho chiếc F-16 cất cánh để đi khám phá một địa điểm rất nổi tiếng ở bản đồ này. Địa điểm đó có tên gọi là vùng 51. Đó là một căn cứ quân sự tuyệt mật của Mỹ. Và đây cũng nổi tiếng với các vụ việc liên quan đến vật thể bay không xác định UFO. Thậm chí khu vực 51 còn bị nghi ngờ là nơi Mỹ giam giữ và nghiên cứu người ngoài hành tinh. Bây giờ mình sẽ bay đến tận nơi và quan sát khu vực 51 từ trên không để xem có gặp được chiếc UFO nào không. Nhìn trên bản đồ có thể thấy khu vực 51 ở về phía tây bắc của căn cứ không quân Nellis. Mình sẽ đo khoảng cách theo đường chim bay từ căn cứ Nellis đến khu vực 51. Khu vực 51 nằm cạnh một hồ muối lớn có tên gọi là Hồ Groom. Khoảng cách theo đường chim bay là khoảng 130 km. Sau chiếc F-16 chính là thành phố Las Vegas rộng lớn. Tọa độ của khu vực 51 đã được nạp vào chiếc F-16. Mình chỉ việc lái chiếc F-16 về điểm checkpoint hiện trên màn hình HUD. Vùng sa mạc Nevada cũng là nơi không quân Mỹ thường xuyên tổ chức huấn luyện, thậm chí là thử nghiệm các loại máy bay mới bí mật. Có thể là trên đường bay mình sẽ gặp một vài chiếc trên bầu trời. Radar đã quan sát thấy một số máy bay của đồng minh bay phía trước. Mình sẽ tiếp cận chúng gần hơn. Đã quan sát thấy một chiếc máy bay ở hướng 10 giờ phía dưới. Chiếc máy bay ở khá xa và kích thước trông nhỏ xíu. Nếu không để ý thì sẽ không nhận ra. Tiếp cận được gần chiếc máy bay đó. Đó là chiếc tiêm kích tàng hình F-22. Vẫn còn một số máy bay nữa đang bay ở phía trước.
Lại là một chiếc máy bay tàng hình nữa. Đây là chiếc F-35B của thủy quân lục chiến Mỹ. Để đảm bảo an toàn và tránh va chạm trong quá trình huấn luyện trong nội địa, các máy bay tàng hình của Mỹ đều đem theo thiết bị tăng tiết diện phản xạ sóng radar. Do vậy, radar của mình vẫn quan sát thấy các máy bay này. Tiếp tục tăng tốc trong bạn F-35 gửi khói. Tiếp tục rút ngắn khoảng cách với hai chiếc bay phía trước. Mặt mình là một chiếc máy bay có hình dáng góc cạnh. Đó chính là chiếc tiêm kích tàng hình F-117 của Mỹ. Đây chính là loại máy bay tàng hình thế hệ đầu tiên của Mỹ. Nó rất nổi tiếng và đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh. Tuy vậy, nó có vận tốc thấp, không được trang bị radar và không có khả năng không chiến. Một chiếc F-117 đã bị bắn hạ ở năm 4 năm 1999 bởi một hệ thống Samba. Chuyến bay đầu tiên của chiếc F-117 cũng được thực hiện ở căn cứ 51. Và một người bình thường nếu thấy hình dáng của chiếc máy bay này lần đầu tiên chắc chắn sẽ nghĩ đó là vật thể bay không xác định. Mình đã bỏ chiếc F-117 lại phía sau, tăng tốc để tiếp cận gần hơn chiếc máy bay phía trước. Bay phía trước mặt mình là một trong những chiếc máy bay có hình dáng kỳ lạ nhất. Mình sẽ tiếp cận gần hơn để quan sát cận cảnh. Một chiếc máy bay có hình dáng vừa giống một chiếc diều, lại vừa giống một con cá đuối ở ngoài biển. Đó chính là chiếc máy bay ném bom tàng hình B-2 của Mỹ. Chiếc này còn giống đĩa bay của người ngoài hành tinh hơn cả chiếc F-117. Và phía bên dưới chính là khu vực 51.
sẽ bay một vòng bên trên căn cứ quân sự của Mỹ ở khu vực 51. Bây giờ mình sẽ cho máy bay vòng lại để hạ cánh xuống đường băng kia nhá. Đã hạ cánh thành công. Bây giờ mình sẽ cho máy bay vào bãi đỗ và tìm xem có người ngoài hành tinh ở đây không nhá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt. Hẹn gặp lại.